buổi lễ công chiếu video clip nói về đại giới đàn Phật học viện Hải Đức Nha Trang năm 1968. Hình ảnh chư vị trưởng lão lãnh đạo Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ khó khăn trong lịch sử dân tộc. Gần 1.000 giới tử tham dự đại giới đàn năm 1968, trải qua 55 năm lịch sử, hiện nhiều vị đảm nhiệm cương vị chứng minh và lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dịp này, chư Tôn Đức hiện diện nhắn nhủ đến thế hệ tăng ni nối tiếp tinh thần tu học, trau dồi giới đức, dấn thân phụng sự Phật pháp để đền đáp công ơn chư vị tiền bối đã dày công vun trồng.